Mặc dù chưa phải là mùa cao điểm du lịch, nhưng từ đầu năm 2024 đến nay, mỗi ngày, đặc biệt là vào thứ Bảy, Chủ nhật, cả ngày nghỉ lễ, các tuyến điểm do Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng quản lý đều đón hàng trăm, hàng ngàn lượt du khách trong nước và quốc tế. Lượng khách quốc tế chủ yếu từ cả nước như Anh, Úc, Mỹ, Ấn Độ và cả nước châu Âu. Lượng khách trong nước chủ yếu đến từ thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội, Đà Nẵng và các tỉnh thành lân cận. Hầu hết du khách khi đến với Phong Nha - Kẻ Bàng đều rất ấn tượng với cảnh quan thiên nhiên và con người vùng đất di sản. Đây là lần đầu tiên em tới đây luôn á, nhưng mà em tới một cái là em thích luôn, tại vì núi non rồi nó đẹp quá. Em quay phim, em chụp hình đồ các kiểu, bộ nhớ luôn rồi. Đẹp ạ, nói chung là rất là đẹp. Sông, em lần đầu tiên em thấy nước sông màu xanh kiểu này luôn. Con người ở đây là họ sống rất là tình cảm và kiểu như họ hòa đồng vui vẻ lắm, cực kỳ, tất cả những cái quán xá cũng vậy. Đặc biệt khi mà tôi là khách du lịch đến đây thì tôi cảm thấy là mọi người rất là quý mình cho dù là một người lạ tới với đây. Để chuẩn bị cho mùa cao điểm du lịch năm 2024, ngoài việc tăng cường kết nối với các đơn vị lữ hành để đưa du khách đến với Phong Nha - Kẻ Bàng, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã quan tâm đầu tư nâng cấp cơ sở hạ tầng ở các tuyến điểm du lịch, đảm bảo vệ sinh môi trường, chỉnh trang cảnh quan thiên nhiên, đồng thời tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao phục vụ cho phát triển du lịch, xây dựng văn hóa, văn minh du lịch thân thiện, chuyên nghiệp và hiện đại để xứng đáng với vị thế là trung tâm du lịch của tỉnh Quảng Bình, cũng như đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của du khách. Từ đầu năm 2024 đến nay thì lượng khách đã đến với Phong Nha - Kẻ Bàng ở đây thì vượt trội so với năm trước. Và hiện tại bây giờ để mà phục vụ cho tốt cho cái lượng cho cái mùa du lịch của năm 2024 thì trung tâm đã hoàn chỉnh cái việc chỉnh sửa cơ sở hạ tầng, tạo thêm cả cái điểm nhấn để mà check in tại cả khu vực Phong Nha - Kẻ Bàng. Nói chung với như ở trung tâm thì có đồng Phong Nha, suối nước Mộc và sông chảy Hang Tối, đồng Tiên Sơn, thì các điểm đã hầu như đã hoàn chỉnh để mà sẵn sàng để đón vào một mùa du lịch mới của năm 2024. Bên cạnh đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, năm 2024, Trung tâm Du lịch Phong Nha - Kẻ Bàng cũng đã có những kế hoạch, giải pháp cụ thể để tổ chức thêm nhiều hoạt động du lịch phong phú và độc đáo nhằm kích cầu, quảng bá du lịch, mở rộng các sản phẩm du lịch, dịch vụ mới để thu hút du khách. Trong đó, chủ trọng nguồn khách nội địa và tiếp tục thu hút nguồn khách nước ngoài đến khám phá, trải nghiệm tại Phong Nha - Kẻ Bàng. Qua đó, tiếp tục khẳng định thương hiệu vị thế trên bản đồ du lịch trong nước và quốc tế.